cả nhà nha. Đừng đi nhé anh, xin chớ xa em mà. Chẳng biết cuối cùng em đã sai ở đâu. Điều một thuốc cô đơn cháy do chén say u sầu thêm. Không bình tâm như anh vẫn nghĩ nghĩ về em. Đừng đi nhé anh, xin chớ xa em mà. Ngày qua mỗi ngày yêu đuổi thêm vì ai. Vì tin quá những lời hứa mãi lầy hoài trong chữ yêu. Phải làm sao em thoát xích riêng của anh. Em chào chị Hòa Lê, chào chị Phạm Lan, chào chị Trang. Đừng đi nhé anh, xin chớ xa em mà. Từng cơn gió rơi yêu đuổi em chẳng vơi. Tình em đó nói ra hết nhưng phía anh lặng lẽ thay. Có ngờ đâu hai ta kết thúc thế này. Đừng đi nhé anh, xin chớ xa em mà. Vì anh mỗi ngày em thấy u sầu hơn. Niềm tin sớm đã rơi mất tâm chân tình anh ngỏ lỡ. Để lại em hoang mang môi tình dở dàng. Chào chị Hồng Lê. Cháy giọt chén say u sầu thêm. Không bình tâm như anh vẫn nghĩ nghĩ về em. Đừng đi nhé anh, xin chớ xa em mà. Ngày qua mỗi ngày em thấy u sầu hơn. Vì tin quá những lời hứa mãi lầy hoài trong chữ yêu. Phải làm sao em thoát xích riêng của anh. Chuyện tình ta sao mang đoạn kết thế này. Đừng đi nhé anh, xin chớ xa em mà. Từng cơn giá rơi nỗi nhớ anh chẳng vơi. Tình em đó nói ra hết nhưng phía anh lặng lẽ thay. Có ngờ đâu hai ta kết thúc thế lại em hoang mang môi tình dở dàng. Nhìn về phía em, ok chị Thanh Liêm Cao. Hello Supreme. Hello anh Bạch Huỳnh, chị Hồng Lê, chị Ngọc Linh, chị Thanh Liêm Cao. Hello chị Lan Lan, hello chị Ngọc Tuyết nè. Nhiều anh chị đang ở đây, anh Hoàng Minh Đỗ, anh Hoàng Tuấn, anh Bún Bò Huế nè, anh Ngô Thức nè. Dạ em cảm ơn anh Thức nha. Em chào cô chú anh chị mình. Và bây giờ thì vừa rồi chúng ta vừa nghe qua một bài hát rất dễ thương đúng không? Anh chị ơi có thể đừng rời xa Sa Băng được hay không? Đó là cái lời đầu tiên muốn gửi đến cô chú anh chị mình đây. Mong cô chú anh chị mình cùng yêu thương và chia sẻ rực rỡ nha. Một bài hát tiếp theo nha. Một bài hát tiếp theo thì một bài đăng hot trend đi nha. Một bài đăng rất là hot trend. Không biết là đã mở giọng chưa nhưng cũng hát luôn. Remix. Chị Tiếp biết bài gì đây không ạ? Nhớ chị sực sỡ cho em nha chị ơi. Bài gì á? Em chào chị Tuyền, chị Dung, chị Thanh Tâm. Cũ quá chị Tâm ơi. Chị
Nếu mai sau em và anh có già, đừng lo nhé, có em đây mà. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chi lắng. Biết một tin vui nha các bạn hát. Đừng lo nhé, có em đây ở trên kênh YouTube của Sao Bằng Được. Được 13.000 sau 2 ngày đăng á chị. 13.000 view sau 2 ngày đăng. Ở trên YouTube thì cái lượt view rất là khó, mà được đọc 13.000 trong 2 ngày quá là một sự cố gắng nỗ lực của anh chị đã giúp Sao Bằng. Cảm ơn cô chú anh chị và rất nhiều nha. Nếu mai sau em và anh có già, đừng lo nhé, có em đây mà. Nếu anh thấy khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. Mất trăng năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chi lắng lo, bên cạnh anh em sẽ bền duyên nồng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh anh em sẽ bền duyên nồng. Yeah, anh chị có thể lên YouTube Sao Bằng Singer cùng nghe các bài hát Đừng Lo Nhé, Có Em Đây. Ủng hộ Sao Bằng nha. Cảm ơn Kevin, cảm ơn Kumas, chị Trần Thúy, chị Hương Hoàng, chị Võ Thị Thanh Nga, chị Lìn Sau, chị Huệ Tạ, chị Giàu Ngọc, anh Trần Kiếm Phổ. Yeah, cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đồng hồ. Hello Loan Hà, lắc đi em, lắc em, lắc đi. Yeah, cảm ơn Trường Lương, chị Trần Thúy, chị Phạm Loan. Đường dòng thư em trao anh với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì anh đây không chỉ yêu mình em. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim sẽ còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giặt về phương trời nào. Riêng mình em giờ đây lẽ loi mãi mong chờ anh người ơi. Đêm bao cơn qua trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm đâu lời yêu dấu đắn trong khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi, riêng một đêm thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mong. Đúng rồi, mong một ngày anh nhớ đến em. Tăng cân một đàn người lớn là 600 ngàn nha Mai Định Mệnh ơi. Để lại số điện thoại giúp em nha Mai Định Mệnh nha. Body là 480.000 đồng một chai. Mua một chai này tặng một sữa rửa mặt 250. Mua hai chai tặng thêm một chai và tặng thêm một tiếp sữa rửa mặt hoặc là một tẩy tế bào 250 nha chị Thúy Kiều ơi. Anh chị để lại số điện thoại, nổ số điện thoại giúp em nha. Yeah, đó là chị Phương Thảo, Nguyễn Ca.
mở cho một bài nhạc nhảy coi. Trời ơi, nói gì dạ, không cần năm sĩ đâu cũng mở luôn. Sao em không nhìn thấy cái lượt view ở đây ta? Hello chị Hồng Lê. À, em thấy chị Duy Nguyễn nè. Ok, mai định mệnh có đơn cho mình luôn nha. Trong đêm mênh mang từng dòng thư em trao anh, với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì anh đây không chỉ yêu mình em. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu đứng mãi trong trái tim sẽ còn luôn đông đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giặt về phương trời nào. Riêng mình em giờ đây lẽ loi mai mong chờ anh người ơi. Đêm bao cơn bao qua trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm đâu lời yêu dấu đến trong khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi riêng một đêm thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mong. Nhạc dễ thương quá chị ơi, chia sẻ được rõ cho số băng nha. Chào anh Bùi Văn Tiến, chào chị Nguyễn Thị Nguyễn cánh hồng phai. Hỡi người có hay chẳng tình em mỏi mòn nhớ thương anh hoài mong. Biết rằng trái tim anh giờ đây đã thuộc về ai sao mãi xa xa. Đêm mong cơn mưa qua trong lòng em như thương mong xa xa. Tìm đâu lời yêu dấu đến trong khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi riêng một đêm thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mong. Yeah, cảm ơn chị Hoa Nguyên, cảm ơn anh Nguyễn Thụy, cảm ơn chị Huyền Nguyễn, chị Hồng Lệ Nguyễn Thị nè, cảm ơn em Hiền Nguyễn nha. Mình chia sẻ được rõ nha. Cảm ơn chị Tuyền Nguyễn yêu thương. À, chào chị Vân. Chị Vân đoài đoàn cute phô mai que. À, kem chống nắng xài tốt lắm hả Trần Lượng ơi. Đây. Ok, lên nhạc anh chị ơi, chia sẻ được rõ nha. Không có được quên chia sẻ cho em nha. Quên chia sẻ là em buồn lắm. Một khi buồn hát nhỏ hát dở dở ẹt à. Đời em giờ như thuyền không bến, tình cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên, thân em bây giờ gửi phận cho ai. Đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Chị Lan ơi xuất tại ạ. Thuyền không bên, thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ấy, nhặng theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi. Anh xuân em còn nửa đâu ấy, mất nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai em mịt mù trong đây, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Chị Lan yêu dấu. Còn anh chị nào đang chuẩn bị mua hàng à, mở hàng cho em những đơn đầu tiên thì để lại số điện thoại giúp em nha. À, em đang chờ những cái tên của anh chị đây ạ. Kem chống nắng sữa rửa mặt tẩy tế bào, tăng cân, kem body, collagen, nước hoa nha anh chị. Đừng quên cái chai nước hoa này, siêu siêu sang luôn. Xịt nó ngọt ngào, nó sang trọng, nó quý phái vô cùng. 1.200.000 đồng thay vì phải trả một cái tiền gốc là 2.4 triệu. Mua ngay bây giờ 1.2 triệu thôi. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên, thân em bây giờ gửi phận cho ai. Đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ấy, nhặng theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nửa đâu ấy, mất nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong
thuộc về ai. Huyền không biết, Huyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhàn theo sóng thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn đường đâu ơi, mất nửa đời em đợi chờ duyên, tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Wow, hello anh Eric Bùi, giọng ca Sa Băng vang vọng tới California. Cảm ơn anh chị hai nha, cho em mở to để cho Bùi nghe hả. Hello chị Hồng Lê, bốn collagen sữa ông chúa luôn. Cảm ơn chị gái nhiều nhiều nha. Cảm ơn chị Võ Thị Thanh nha. Đừng quên chia sẻ rực rỡ cho Sa Băng nha chị nhé. Tại vì mặc dù là cái lực chia sẻ thì không ăn được, cô không có cầm nó trong tay được, nhưng mà nó vui, nó vui, nó hạnh phúc, là một cái nguồn động lực, một cái nguồn tiếp sức của anh chị dành tặng cho Sa Băng anh chị. Cho nên là yêu thương Sa Băng bằng cách là mình chia sẻ cho em nhé. Em cảm ơn cô chủ anh chị mình rất là nhiều. Ok chị Nguyễn Thị Dự, em về em tập liền ha. Cảm ơn chị Hoa Nguyên, chị Tuyền Nguyễn nè. Hello anh trai Bạch Huỳnh, anh Quân Nguyễn nhé. Đeo tai phone vô nghe nhạc phê quá. Anh chị ơi thích em ngu hát và gì nữa, anh chị để lại comment nha. Ok. Dạ. Dạ. Đây cái chai nước hoa này em nói đây nè. Nếu mà các chị gái nào mà theo đuổi cái phong cách mà sang chảnh á, thì nhanh tay để lại số điện thoại mua cái chai nước hoa này với giá của nó là 2,4 triệu nha. Nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp, 3 tầng hương. Mà bây giờ mình mua chỉ có giá là 1,2 triệu đồng thôi. Em đang chia sẻ về cái trang cá nhân của em cái. Đó. Ok cảm ơn chị. Hello chị Phương, bất quá nhân gian à. Ok Thuận Lam nhé. Hiện tại thuộc về anh. Ok anh Huyện Nguyễn Vũ Hữu Mạnh, cảm ơn anh trai nhé. Cánh Hồng Phai. Ok hát cái bài mà anh chị nói là cái bài hát này Sa Băng hát hay, cho nên là em sẽ hát ca khúc mang tên là Bất Quá Nhân Gian. Ok và bây giờ thì chúng ta cùng nghe qua ca khúc Bất Quá Nhân Gian nha. Và đừng quên để lại số điện thoại vừa chia sẻ nè, vừa mua hàng ủng hộ Sa Băng. Đó là một nguồn tiếp sức rất là lớn luôn anh chị. Chưa có ăn chưa đâu, nhưng mà anh chị tiếp sức cho em như vậy là em rất là vui. Coi dẻo miệng quá. Cảm ơn chị Nguyên Lê. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ủi an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dẫn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được qua những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Ở trên trời cao nào thơ về thương mang trong trái tim hằn sâu, ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng. À này trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai buồn bã khắp muôn nơi trời mây, xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Buổi sáng vui vẻ chị gái yêu nha. Hay quá, hay quá. Cảm ơn chị Hoa Ngọc Vân, cảm ơn chị Hoa Nguyên, chị Phương Vỡ Bò chia sẻ rực rỡ cho Sa Băng với nha chị ơi. Hôm nay đẹp tóc này hay là tóc cột lên đẹp hơn nhỉ chị? Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, thế ủi an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dẫn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thơ, về thương mang trong trái tim hằn sâu.
ơi mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Chẳng ở trên trời cao nào thôi, về thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Này trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai buồn bạc khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Cảm ơn chị Vũ Hằng, cảm ơn Tô Đức Huy. Hello kiểu nào sao băng mỗi ngày chải một kiểu hả? Ok, để em tìm hiểu thêm về nhiều kiểu tóc, em chải tóc cho chị coi luôn ha. Chào chị Cúc Huỳnh, cảm ơn chị Thanh Liên Cao, chị Dầu Ngọc, chị Phương Phở Bò này. Em thấy anh chị đang chia sẻ rồi nè, đang chia sẻ được bao nhiêu rồi ta? Rằng lắm. Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mong mơ vỡ tan tay? Tình yêu là gì mà tôi cố níu vững dẫu niềm đau nhói tim tôi? Thế giới ấy ôm đầy những hy vọng, rồi một ngày trắng đôi tay. Thế giới ấy bây giờ tan như mây, anh tan biến như mây. Bờ môi tôi đã thắm tiếng nói, dẫu lời kia nghe để cười. Nồng nàn nụ hôn còn mê đắm choáng váng, sao giờ đây sao ngút ngàn. Thế giới ấy tan thành đám mây vàng, gieo trong tôi nỗi hoang mang. Thế giới ấy bây giờ tan như mây, anh tan biến như mây. Một ngày nào đó trong cuộc đời, không còn ai khóc cho một người. Làm sao anh với nỗi cô đơn khi mùa đông đã ngủ quên bên dòng đời tôi như chiếc lá chơi vơi, anh nằm yên bên dòng sông không còn ai tiếc thương người. Bài hát Thế Giới Không Tình Yêu, cảm ơn chị Loan Hoàng đã ủng hộ em nhé. Ủa, em cũng chưa biết bài này luôn chị Lan Ngọc. Ngọt ngào bờ môi tôi đã thắm tiếng nói, dẫu lời kia nghe để cười. Nụ hôn nồng nàn còn mê đắm choáng váng, sao giờ đây xa ngút ngàn. Thế giới ơi tan thành đám mây vàng, trong tôi nỗi hoang mang. Thế giới ơi bây giờ tan như mây, anh tan biến như mây. Một ngày nào đó trong cuộc đời, không còn ai khóc cho một người. Làm sao anh với nỗi cô đơn khi mùa đông đang ngủ quên bên dòng sông xưa vắng lại.
không một lời. Đời tôi như chiếc lá chơi vơi, anh nằm yên bên dòng sông không còn ai tiếc thương người. Hoa Jimmy, hello Kim Ngọc, hello chị anh Nguyễn Tú, Đỗ Hữu Công, hello chị gái Thu Hà, chị Jenny. Tình yêu đó không còn, tìm trong lãng quên người yêu hỡi. Đừng trách gì sẽ đưa em về dấu yêu. Giọt nước mắt khô rơi, người yêu hỡi, thôi đành ta chia tay. Chuyện thương tình thế collagen sủi màu hồng lên chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị mình nhé. Sủi hồng là 1.000.000 đàn bà cũ xì. Ok, các chị tăng cân nhanh tay nha. Một hũ là cụ trẻ em, còn hai hũ là 600.000 cho người lớn 13 tuổi trở lên. Khi em không thuộc về ai thì em chưa có nên u hoài. Khi em không thuộc về ai, nụ cười em như ngàn tia nắng. Khi em không thuộc về ai, nhìn em buông lơi hững hờ. Khi em không thuộc về ai, nhìn đời bỗng dưng thờ ơ. Là vì em đã không còn là của riêng ai. Bước chân em đi, có bao người nhìn theo mơ ước. Thế giới đông người, em ung dung mỉm cười đêm bước. Tóc xóa buông dài, nụ cười làm ngây ngô hồn anh. Không thuộc về ai, hàng bao ánh mắt vây quanh mình. Khi em không thuộc về ai, bao nhiêu người thầm gọi tên em. Khi em không thuộc về ai, nghe nhiều lời yêu thương đắm say. Nên em không còn cô đơn, vì mọi người đang ở quanh em. Tuyệt vời, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn chị Thu Hiền, cảm ơn chị Toán Nguyễn này. Tăng cân 350 cho chị gái Đỗ Hân luôn. Anh chị nào muốn mua sản phẩm bên em nhanh tay để lại số điện thoại nha chị nha. Tăng cân 350, người lớn 600.000 đồng. Ăn ngon, ngủ ngon, tăng sức khỏe cho mình luôn. Khi em không thuộc về ai thì em chưa có nên u hoài. Khi em không thuộc về ai, nụ cười em như ngàn tia nắng. Khi em không thuộc về ai, nhìn em buông lơi hững hờ. Khi em không thuộc về ai, nhìn đời bỗng dưng thờ ơ. Là vì em đã không còn là của riêng ai. Bước chân em đi, có bao người nhìn theo mơ ước.
ung dung mỉm cười đêm bước, tóc xóa buông dài, nụ cười làm ngây ngơ hồn ai. Người đàn bà cũ khi không còn là của riêng ai, trở nên tuyệt vời từ nụ cười bờ môi anh. Lung linh sáng ngời như hoa trong vườn xuân khoe sáng, bao gã si tình lặng nhìn thầm mơ ước được ý. Chúng chị mình rất nhiều. Chị gái hỏi collagen bao nhiêu tiền vậy em? Chị Bùi Quỳnh ơi, chị muốn mà đẹp nhanh không? Đúng rồi, chị Lê Thu Sương có chuyên viên tư vấn tốt chốt đơn liền, tại vì ban ngày là giờ hành chính, giờ nhân viên đang làm việc mà. Tại vì nếu mà chị gái Bùi Quỳnh muốn nhanh thì em sẽ tư vấn chị về cái dòng sủi, thì giá thành nó hơi nhỉnh hơn so với dòng viên. Còn nếu mà chị muốn duy trì từ từ thì chị dùng dòng viên. Và bây giờ ok, cô đơn. Em cô đơn quá. Ok, chị Phương Trinh. Em cô đơn quá giữa bao chuyện của đôi ta, em thấy sợ hãi, hai chúng ta đang trôi về hai nơi. Bao lâu ta đã chẳng còn thể nói với nhau, trong em là bế tắc, những nghĩ suy cứ chồng treo lên nhau. Giờ đây đôi ta lạ lẫm, giờ đây ta cứ như hai người xưa. Dù còn yêu và yêu, dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi. Những đêm về giật mình nhận ra mình đã xa quá. Khi người ta cô đơn, trái tim mong manh trở nên yếu mềm, cố sắt đá bên ngoài để che giấu khi con tim tổn thương. Khi người ta cô đơn, chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi, đôi tim sẽ thấy nhau nay đã khác nhịp rồi. Khoảng 2 đến 3 tháng uống lại một lần được các chị cỏ xanh nhé. Bớt sao lại nha quý vị ơi. Bài này em cũng hớ rồi chị Hồng. Giờ đây đôi ta lạ lẫm, giờ đây ta cứ như hai người dưng. Dù còn yêu và yêu, dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi. Những đêm về giật mình nhận ra mình đã xa quá. Khi người ta cô đơn, trái tim mong manh trở nên yếu sắt đá bên ngoài để che giấu khi con tim tổn thương. Khi người ta cô đơn, chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi, đôi tim sẽ thấy nhau nay đã khác nhịp rồi. Em đã sâu mời nói cô
đơn trong em dường như quá lâu. Sống với nỗi nghi ngờ giờ đây đã như là một thói quen. Cố kìm nén cảm xúc dẫu vào trong tim mãi mãi về sau. Để lỡ nếu có mất nhau sẽ không thấy tuyệt vọng. Nếu lỡ có mất nhau sẽ không thấy tuyệt vọng. Bài hát này là Cô đơn giữa cuộc tình đó chị Hồ Hương ơi. Biển cạn ở chị Uyên ơi. Gì? Có người từ lâu nhớ thương biển. Ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển toàn là rác. Vì tôi biển chết, ngày xưa biển xanh, ngày nắng sóng xô. Cô đơn biển cạn. Để em về em tập lại chứ em không biết. Tại vì bữa ra biển em thấy rác quá, em hát cái thành biển toàn là rác, xong rồi em quen luôn. Ok, cảm ơn chị Phương, cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Nghe hoài mà vẫn thích cái bài này hả? Ok, cảm ơn cô chú anh chị mình nha. Đó, bài biển cạn đó là em hát hát chay đó anh chị, mà em không có nhớ lời. Ok, kem chống nắng đây chị gái ơi, 290.000 đồng một tuýp, mua 2 tặng 1 nha. Bài này có trên YouTube không? YouTube thì em có Cô đơn giữa cuộc tình, em cover có khúc ngắn à, không có nhiều á chị Phương. Chị lên đó chị nghe coi. Chị Bạch Cúc nói là nghe em hát, nghe lòng bùi ngùi nhớ về ngày xưa. Em làm chị trở lại về hồi còn trẻ. Cảm ơn em gái rất tha thiết. Rất tha thiết gặp em. Ok chị gái Bạch Cúc nha. Em cũng mong có một ngày nào đó em qua Paris vào mùa đông đi. Mùa hè, mùa mát mát đã em qua rồi. Bây giờ em muốn qua vào mùa đông có tuyết rơi á chị Bạch Cúc ơi. Chị Bạch Cúc là kiếm cho em cái mền dày 8 tấc. Em đắp nó tuyết thì chắc là lạnh lắm mà. Ok, cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều. Và cảm ơn nãy giờ anh chị đã cùng đồng hành và ủng hộ Sao Băng nha. Chỗ hết hồn à. Gì quý vị? Sắp. Xe chuyện gì nữa vậy? Trời ơi, có chiếc xe dời tới dời lui hoài chán ghê. Ok, cảm ơn cô chú anh chị mình này nha. Và ai chưa để lại số điện thoại thì Sao Băng offline thì anh chị vẫn để lại số điện thoại được. Và bây giờ thì chắc là đến giờ Sao Băng chào tạm biệt các cô chú anh chị rồi. Thì cho phép Sao Băng gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất. Hẹn mọi người vào 21 giờ tối nay nha anh chị nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. I love you. Chúc come on.